Đấy, chuẩn bị nhà mình lên món mới nha. Nay là chơi đồ nướng nha. Đấy các bạn thì mình làm kiểu đi, tạo dáng đi. Wow, anh Long đẹp trai. Chị Ngân xinh gái, em xoài dễ thương. Đấy đây bát sen nướng đồ nướng đây. Tuyền món các bạn thích. Tuyền món này. Gà, cánh gà, đùi gà, cánh gà, tôm này, mực này. Rau này. À, bia với nước ngọt mình có chưa đâu? Đây có nước ngọt nữa, cứ lại. Nước ngọt có nữa rồi. Tôm chưa? Được một bạn tôm rồi. Đây bạn nữa đây, bố bỏ cái này đây, bố bỏ vào đây luôn đi. Bố bỏ lên đây đi. Để đấy em xoài nói đi, em xoài nói đi, các bạn cái hai like và share đi đấy. Anh ơi hãy like và share để kết thúc quá nhiều. Đây là coi như là đầu bếp là bếp trưởng nhà tôi này, tham gia xài nhà tôi đây. Đâu anh Long lấy nước ngọt đấy. Đâu, lấy nước ngọt, có đá chưa? Đá chưa? Bia đâu? Nước ngọt đâu? Ơ, ui dồi, đấy, giỏi chưa? Chế nước ngọt, chia ba bạn ba cốc. Em lấy vào trong nhà lấy thêm cốc nữa đi. Gần mà lấy cốc nữa. Hai nha. Rồi. Rồi. Đấy. Xong rồi rót mua em một cốc nước. Rồi thế nhá. Chào các bạn nha. Rồi.